Xin chào, trong video này Hường sẽ hướng dẫn cách đăng ký một tài khoản PayPal. Bây giờ các bạn làm từng bước theo hướng dẫn, rồi khúc sau Hường sẽ giải thích một số cái tính năng của PayPal. PayPal là công cụ thanh toán gần như là uy tín nhất trong các kênh thanh toán. Có rất là nhiều kênh khác tương tự PayPal, tuy nhiên là đây là cái kênh mà sử dụng phổ biến và rộng rãi nhất, cũng như là nó có độ uy tín rất là cao rồi. Nên các bạn có thể sử dụng nó để nhận tiền thanh toán. Sau đó thì cũng có thể là dùng nó để thanh toán tiền cho một bên mà các bạn order mua các sản phẩm trực tuyến ở bên nước ngoài, đặc biệt là bên nước ngoài. Bên Việt Nam mình thì cũng sử dụng phổ biến, tuy nhiên là không quá nhiều giống như ở bên nước ngoài. Bây giờ các bạn vào paypal.com, bấm vào sign up. Mỗi người có thể đăng ký hai tài khoản PayPal luôn ha. Một cái business, một cái personal, một cái tài khoản cá nhân. Nhưng mà mình có thể đăng ký cá nhân thôi. Nếu như các bạn là doanh nghiệp thì các bạn mới đăng ký, còn không thì các bạn sử dụng cá nhân là ok rồi. Chúng ta bấm chọn phía bên trái này, cái status cho nó đơn giản. Còn khi mà các bạn có tài khoản cá nhân rồi, các bạn có thể nâng cấp lên business nếu như các bạn muốn. Rồi ở đây thì country Việt Nam, family name là chúng ta điền họ, ví dụ mình điền là Nguyễn, middle name là cái tên lót và cuối cùng là cái tên của mình. Thì Hường sẽ chọn tên khác đi, vì Hường có tài khoản rồi, Hường chỉ hướng dẫn các bạn đăng ký thôi. Một cái email ví dụ như là thành công Hường chưa mà icon.com create password. Hường sẽ tạo một cái password nào đó, ví dụ như là internet. Rồi, 1, 2, 3. Ai cần. Chút sao thế này. A bit too easy to guess. Cái password này nó dễ để đoán sao. Giờ sẽ đổi tiếp. Việt Nam. Về Việt Hoa đi. Ok, dán nó vô. Ồ, nó dài quá chứ. Vậy thôi. Rồi, xong rồi đó, đủ điều kiện. Next. Nãy nó bảo là cái pass của mình dài quá cũng không được, ngắn quá cũng không xong, mà dễ đoán cũng không được. Nên là chúng ta chọn cái pass, cái mật khẩu phù hợp là được. Rồi chúng ta chọn ngày tháng năm sinh. Ví dụ như mình 1 năm 1990 chẳng hạn. Rồi, quốc tịch Việt Nam. Ở đây có 3 loại giấy tờ. Ví dụ mình chọn có thể là bằng lái xe. Cái nào có tiếng Anh, nếu như các bạn có bằng lái xe và có phụ đề tiếng Anh, hoặc là cái National ID, tức là cái chứng minh nhân dân, cái passport, là cái hộ chiếu của mình. Các bạn có cái nào thì các bạn có thể chọn. Nếu như cái passport thì nên chọn passport, còn không thì để chứng minh nhân dân cũng được. Ví dụ con đẹp chứng minh nhân dân đi. Hường sẽ để đại một cái số nào đó. Tài khoản này nhá thôi. Địa chỉ. Chẳng hạn. 4, 8. Charles thị trấn Kingston chẳng hạn. Rồi ở đây thì mình chọn thành phố, ví dụ như để Hồ Chí Minh, các bạn Hà Nội thì các bạn cứ điền Hà Nội, điền cái địa chỉ hiện tại của mình cũng được ha, không cần phải giống chứng minh nhân dân. Còn nếu như các bạn muốn điền địa chỉ giống chứng minh nhân dân thì cũng không sao, nhưng tốt nhất là để địa chỉ hiện tại. Tại vì khi mà có một số trường hợp mình quên mật khẩu hay quên cái điều gì đó cần xác minh, thì người ta thường hỏi cần có giấy tờ chứng minh là mình đang ở đây. Ví dụ như gửi cái hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước hay cái gì đó nó có địa chỉ của mình cho nó trùng như này thì hợp lý nhất. Ví dụ Hồ Chí Minh thì postal code nó là 700 ngàn. Còn các bạn ở Hà Nội thì các bạn có thể điền 100 ngàn. Nếu như các bạn nào ở những tỉnh thành khác thì chúng ta cứ lên Google và search là ví dụ của Đà Nẵng chẳng hạn.
các bạn sẽ thấy nó là 550.000. Còn nếu mà mình là Vũng Tàu hay Cần Thơ gì đó, chúng ta cứ điền vô Vũng Tàu Cần Thơ ha. Rồi, số điện thoại. Ví dụ như là Hường để số điện thoại. Ví dụ như để 9. Confirm. Agreement. Agree. Tạo tài khoản. Rồi. Nó bảo tài khoản của chúng ta đã được tạo rồi. Chúng ta bấm vào chữ PayPal để chúng ta vào giao diện chính. Thì nó sẽ là giao diện này. Giao diện này thì chúng ta khá là đơn giản để sử dụng thôi. Nó có cái balance, tức là hiện tại tài khoản của Hường nó là chưa có gì. Còn nếu mà khi các bạn nhận thanh toán cái tiền của về, ví dụ 1.000 đô hoặc 500 đô gì đó, thì nó sẽ về ở đây. Còn nếu khi mà các bạn muốn ở đây thì các bạn có thể nhận thanh toán được rồi. Tuy nhiên là chúng ta cần phải xác minh thêm những cái yếu tố như thế này. Là vào email xác nhận nè, rồi xác nhận cái điện thoại của mình, số điện thoại của mình, và kết nối với cái thẻ ngân hàng. Mọi người lưu ý là ở trên PayPal ấy, thì khi mà chúng ta nhận thanh toán thì chúng ta sẽ muốn rút về tài khoản Việt Nam ấy, thì chúng ta sẽ kết nối với tài khoản ngân hàng, một cái tài khoản ACB, Vietcombank, Techcombank gì đó. Còn khi mà chúng ta thanh toán sang bên nước ngoài ấy, một là trong tài khoản của chúng ta có số dư, ví dụ 1.000 đô, có thể là vì chúng ta nhận thanh toán từ ở bên bên nào đó được 1.000 đô, và từ cái số dư 1.000 đô đó chúng ta không có rút về Việt Nam mà chúng ta để dành mua hàng trực tuyến, thì nó sẽ trừ vào cái số tiền 1.000 đô đó. Hoặc là nếu mà chúng ta có số dư là 0.0 thì chúng ta phải link your credit card, chúng ta phải kết nối với cái thẻ ngân hàng của mình, để mà khi mà chúng ta thanh toán thì tự động nó sẽ trừ tiền ở trong thẻ ngân hàng của mình, thì nó sẽ ok. Ở trên PayPal thì thanh toán khá là uy tín, chúng ta sẽ không có lo bị lộ cái thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của mình ha. Rồi kết nối với credit card, trước hết là các bạn cần phải xác minh số điện thoại, bấm vào đây để xác minh số điện thoại, bấm vào đây để xác minh email chẳng hạn, send email. Đấy. Rồi chúng ta sẽ vào email chúng ta kiểm tra để chúng ta xác minh nó. Trời, nó đã gửi email cho Hường rồi đây. Chúng ta bấm chúng ta bấm vào đây, bấm vào confirm với email address. Rồi xong. Đã confirm xong rồi đó. Bây giờ mình có thể điền mật khẩu lại lúc nãy để mình đăng nhập lại. Tương tự chúng ta xác nhận cái số điện thoại ha. Xác nhận số điện thoại thì xác nhận số điện thoại thì các bạn cứ bấm vào cái nút confirm do mobile phone. Sau đó mình điền cái số điện thoại của mình vô. Bấm next thì nó sẽ gửi cho mình một cái mã code, sau đó chúng ta nhập lại là được. Thì Hường không có số điện thoại nào trống, tại vì Hường số điện thoại của Hường đã đăng ký rồi. Rồi chúng ta link to your credit card. Thì bấm vào đây để chúng ta thêm cái thẻ ngân hàng của mình vô thì chúng ta mới thanh toán được. Tại vì giờ chúng ta chưa có số dư mà. Đấy, thì chúng ta cứ thêm thẻ thanh toán của mình vô. Rồi còn nếu mà nó yêu cầu là gửi xác minh chứng minh nhân dân hoặc là cái passport thì chúng ta cứ gửi. Chắc chắn là nó sẽ gửi thông tin yêu cầu mình cung cấp chứng minh nhân dân hoặc là passport, thì mọi người cứ gửi thôi ha. Rồi ngoài ra thì các bạn cũng có thể đăng ký một cách rất là dễ dàng bằng cách là dùng điện thoại lên App Store hoặc là CH Play nếu như các bạn dùng Android, còn App Store nếu các bạn dùng hệ điều hành iOS. Và các bạn search cái từ PayPal, nó sẽ ra một cái app. App này thì rất là uy tín, trên 100 triệu lượt tải rồi. Các bạn bấm vào nút sign up và đăng ký rất là dễ dàng, và giao diện trên điện thoại cũng khá là dễ sử dụng. Nên các bạn đăng ký khoảng vài phút là các bạn có một tài khoản PayPal rồi. Mình có tài khoản PayPal thì chúng ta rất là dễ dàng nhận thanh toán. Và hiện tại thì chúng ta sử dụng nó không mất phí. Khi mà chúng ta thanh toán hoặc nhận thanh toán một số giao dịch thì nó mới tính phí thôi. Thì trong video này Hường hướng dẫn, mục đích chính là hướng dẫn các bạn tạo tài khoản PayPal. Bây giờ nếu như các bạn muốn gửi tiền đi cho một ai đó thì người ta chỉ cần gửi cho các bạn email
tài khoản PayPal của họ là các bạn có thể gửi tiền đi được rồi. Còn nếu mà các bạn nhận thanh toán thì các bạn chỉ cần gửi cái email của cái PayPal của các bạn cho người ta thì họ sẽ chuyển thanh toán về tài khoản của mình. Ok, còn trong một số cái kênh là affiliate marketing thì mình cài sẵn cái email thanh toán của cái PayPal vào đó thì họ sẽ tự động chuyển tiền về PayPal cho mình ha. Nhớ subscribe kênh YouTube và comment nếu các bạn thắc mắc điều gì, nhấn chuông thông báo để nhận cái video chia sẻ mới nhất của Hường. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.